Người xin chào mừng mọi người đã quay lại kênh Nguyên cuối cùng và bếp với mình. Hôm nay Nguyên cũng sẽ giới thiệu tới cả nhà món ăn rất là nổi tiếng xứ sở Hàn Quốc. Đó là món tteokbokki bánh gạo cay xứ sở kim chi. Đó, ăn rất là ngon và thơm. Với hải sản nè, đầy đủ nè, trứng nè. Đó, gia vị rất là cay cay, ăn rất là ngon mọi người ơi. Nào, chúng ta cùng vào bếp nấu ăn nha. Về nguyên liệu chúng ta có bánh gạo, chúng ta sẽ sử dụng nửa ký 500 g. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng những nguyên liệu hải sản như mực ống đó, 100 g, tôm sú 100 g, tùy các bạn có thể nâng lên 1 đến 200 g, và cá viên cũng vậy 200 g. Ngoài ra sẽ có trứng cút 10 trứng và hành tây là 200 g, các bạn nhớ cắt nhỏ ra luôn nha. Và ớt chuông vàng và ớt chuông đỏ mỗi thứ là 100 g, và tỏi bầm chúng ta sử dụng 25 g, cùng gia vị nước đường đặc là 50 g, cùng đường cát là 30 g, và nước tương ớt Hàn Quốc là 150 đến 200 g, và nước tương của Hàn Quốc cũng vậy là 30 ml, cùng dầu mè là 15 ml và tiêu là 1 đến 2 g, cùng bột ớt là 5 g. Về gia vị thì chúng ta sẽ trộn chung những nguyên liệu này với nhau như tiêu, đường, ớt bột, và chúng ta sẽ trộn những nguyên liệu khô vào nhau trước. Sau đó sẽ cho những nguyên liệu có chất lỏng như là nước tương, tương ớt, nước đường và dầu mè vào, và chúng ta sẽ trộn đều lên thì sẽ được một hỗn hợp gia vị sốt để làm bánh gạo cay Hàn Quốc. Và lưu ý các bạn nhớ trộn đều cho các gia vị hòa tan lẫn nhau thì chúng ta sẽ được phần nước sốt ngon và đậm đà hơn các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chế biến bánh gạo cay. Đầu tiên là chúng ta sẽ bắt chảo và cho 500 ml nước vào chảo. Sau đó chúng ta sẽ luộc bánh gạo cay với 500 ml nước này, cho nước sôi lên và bánh gạo sẽ chín và tách ra thành những thanh nhỏ. Sau khi bánh gạo đã chín và nước đã sôi, chúng ta sẽ bắt đầu cho những nguyên liệu hải sản vào như cá viên, tôm, sú và mực ống vào. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đảo đều để các nguyên liệu chín. Các bạn lưu ý bước này mình sẽ trộn cho thật kỹ để nguyên liệu chín toàn bộ. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ cho tỏi và hỗn hợp sốt vào, sau đó nấu thêm khoảng 5 phút nữa là xong các bạn nhé, nó đơn giản thôi. Sau khi hải sản đã chín, chúng ta tiếp tục sẽ cho những nguyên liệu sau vào như hành tây, ớt chuông vàng, ớt chuông đỏ, và sau đó chúng ta sẽ xào lên, mở lửa lớn để các nguyên liệu này chín và tỏa mùi hương rất là thơm các bạn nhé.
Sau khi các nguyên liệu hải sản và những nguyên liệu rau củ đã chín thì chúng ta sẽ cho sốt vào làm một trong những bước cuối cùng. Đó là mình sẽ cho phần sốt tương ớt Hàn Quốc vào nha các bạn. Rất là thơm luôn. Các bạn nhớ nêm nếm nha. Mình sẽ sử dụng là 150 đến 200 gram cái nước sốt các bạn. Chứ không phải chúng ta sẽ cho hết phần nước sốt mình đã chế biến nha các bạn, lưu ý nha. Mình sẽ cho 150 đến 200 gram thôi nên các bạn nhớ lưu ý nêm nếm lại cho nó hợp khẩu vị của mình nha các bạn ơi. Nếu muốn tăng ớt, muốn tăng cay thì cho ớt nhiều vào các bạn nhé. Và sau khi các nguyên liệu đã được chế biến xong thì chúng ta cho trứng cút vào, đảo đều cho trứng cút được hòa quyện với phần nước sốt, hoặc các bạn có thể để riêng để ăn riêng nước phần trứng cút các bạn nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần chế biến bánh gạo cay rồi các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa trang trí và thưởng thức của các bạn ơi. Wow, cuối cùng chúng ta cũng đã xong được cái món tteokbokki Hàn Quốc bánh gạo cay thơm ngon tuyệt vời các bạn nhé. Với đầy đủ nguyên liệu bánh gạo cay, tinh bột nè, các loại hải sản nè, chất đạm nè, các loại rau củ nè, chất xơ nè. Quá tuyệt vời cho một món ăn các bạn nhé. Chỉ cần chúng ta bỏ ra hơn 3 phút là chúng ta đã có món ăn rất là ngon và thơm các bạn nhé. Đây sẽ là một món ăn thay đổi vị đi giá rất là tốt các bạn. Món ăn của người Hàn Quốc. Rồi, còn chờ gì mà không vào bếp liền đây nè các bạn ơi. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì cứ sẵn sàng đặt câu hỏi thì mình sẽ sẵn sàng trả lời các bạn nhé. Hẹn các bạn ở những clip sau, nhớ đừng quên cho Quyên cước một like, một đăng ký và một share nhé. Bye bye cả nhà, yêu cả nhà rất nhiều.